các thông tin liên quan đến tranh chấp chủ quyền của Trung Quốc đối với các nước. Tiếp tục thách thức Trung Quốc, Mỹ đưa tàu khu trục đi ngang Trường Sa. Đối với Đài Loan, máy bay quân sự Trung Quốc lại tiến vào Addis của Đài Loan. Đây đã là lần thứ 10 trong tháng. Đứng trước các thách thức đó, Đài Loan tuyên bố sẽ tăng cường sản xuất tên lửa nội địa vào năm 2021. Cựu Thủ tướng Úc nhận định ông Tập muốn được vị trí như cựu Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông bằng cách chiếm Đài Loan. Các thông tin đáng chú ý khác, Iran nói nếu muốn đạt được thỏa thuận hạt nhân thì phải hành động chứ đừng nói suông. Phát ngôn được cho là đang ám chỉ ông Joe Biden. Đảng cầm quyền của Nhật Bản nói phụ nữ có thể tham gia vào các cuộc họp quan trọng miễn là họ đừng nói gì. Hàn Quốc nói Triều Tiên đang mở rộng các cơ sở phát triển tên lửa. Cơ quan vũ trụ châu Âu tuyển thêm phi hành gia, khuyến khích phụ nữ tham gia. Tất cả sẽ có trong FBNC Thế giới hôm nay. Xin chào quý vị đang theo dõi FBNC Thế giới hôm nay và tôi là Quang Huy. Mở đầu sẽ là một thông tin liên quan đến mối quan hệ tồi tệ giữa Mỹ và Trung Quốc liên quan đến Biển Đông. Hôm 17 tháng 2 vừa qua, tàu khu trục USS Russell của Mỹ đã đi ngang các hòn đảo do Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trái phép tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam nhằm thách thức các yêu sách chủ quyền phi pháp của Bắc Kinh ở vùng biển này. Theo thông báo của hạm đội 7 thuộc Hải quân Mỹ cho biết, tàu khu trục USS Russell đã khẳng định quyền và tự do hàng hải ở quần đảo Trường Sa phù hợp với luật quốc tế. Theo đó, tàu USS Russell đã đi ngang quần đảo Trường Sa sau một cuộc tập trận chung giữa hai nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ cũng tại Biển Đông. Trước đó, vào ngày 5 tháng 2, một tàu tác chiến khác của Mỹ là tàu khu trục John S. McCain cũng lần đầu tiên đi qua vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam kể từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nhậm chức. Hoàng Sa bị Trung Quốc dùng vũ lực chiếm đóng hoàn toàn từ năm 1974. Nước này thành lập thành phố Tam Sa và đặt trụ sở trên đảo Phú Lâm từ tháng 7 năm 2012. Giới quan sát đánh giá, những động thái trên cho thấy chính quyền ông Biden sẽ không hạn chế các hoạt động nhằm thách thức các tuyên bố chủ quyền bất hợp pháp của Bắc Kinh tại Biển Đông, vốn là hoạt động được thúc đẩy mạnh dưới thời của chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump. Liên quan đến căng thẳng giữa Trung Quốc và Đài Loan, mới đây, theo Bộ Quốc phòng của hòn đảo MND, một máy bay quân sự của chính quyền Bắc Kinh đã tiến vào vùng nhận dạng phòng không ADIZ của Đài Loan vào sáng thứ Ba, 16 tháng 2, đánh dấu vụ xâm nhập thứ 10 trong tháng này. Cụ thể, theo Bộ Quốc phòng Đài Loan, một máy bay tác chiến chống ngầm Y-8 của lực lượng không quân giải phóng nhân dân Trung Quốc đã bay vào góc Tây Nam của vùng nhận dạng phòng không. Đáp lại, quân đội Đài Loan đã điều máy bay chiến đấu, phát cảnh báo vô tuyến và triển khai hệ thống tên lửa phòng không để theo dõi máy bay. Trong tháng này, máy bay Trung Quốc đã tiến vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan vào các ngày 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 15 và 16. Kể từ giữa tháng 9 năm ngoái, Bắc Kinh đã liên tục đưa máy bay vào vùng nhận dạng phòng không của hòn đảo một cách rất thường xuyên, với hầu hết các phi vụ xảy ra ở góc Tây Nam của khu vực và mỗi lần xâm nhập như vậy bao gồm 1 đến 3 máy bay. Y-8 là một máy bay vận tải tầm trung dựa trên Antonov An-12 thời Liên Xô và do tập đoàn máy bay Thiểm Tây sản xuất. Nó có thể được vận hành bởi ít nhất 2 hoặc nhiều nhất là 5 thành viên phi hành đoàn, tùy thuộc vào từng phiên bản. Máy bay có chiều dài 34m với sải cánh là 38m và được trang bị 4 động cơ phản lực cánh quạt WJ-6 và có tốc độ tối đa là 660 km/h với trần bay là 10,4 km và tầm hoạt động tối đa là 5.615 km. Trước tình hình bị Trung Quốc gây sức ép bằng cách liên tục quấy rầy như vậy, Đài Loan cho biết sẽ tăng cường sản xuất một loạt hệ thống vũ khí nội địa trong năm nay, bao gồm cả tên lửa phòng không và chống hạm nhằm chống lại mối đe dọa ngày càng gia tăng từ chính quyền Bắc Kinh. Theo Liberty Times, nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đã chỉ thị cho Viện Khoa học và Công nghệ Trung San Quốc gia NCSIST đẩy nhanh tiến độ sản xuất để đáp ứng nhu cầu an ninh quốc gia, viện dành riêng cho việc phát triển, sản xuất và bán công nghệ quốc phòng và vũ khí. Các hệ thống phòng thủ trong danh sách sản xuất hàng loạt, bao gồm tên lửa đất đối không, chống đạn đạo Skybow 3, Thiên Thong 3 và Siungfang 3, một loại tên lửa siêu thanh có khả năng tiêu diệt cả các mục tiêu trên bộ và hải quân. Hòn đảo này cũng tìm cách sản xuất một số lượng hạn chế các hệ thống vũ khí mới đã được thử nghiệm và đang chờ nâng cấp, bao gồm Skysword 2, một tên lửa không đối không dẫn đường bằng radar và các hệ thống tên lửa đặc biệt đã được triển khai nhưng chưa được tiết lộ theo báo cáo.
Đài Loan đang chịu mối đe dọa quân sự thường xuyên từ Trung Quốc. Lực lượng không quân Quân đội Giải phóng Nhân dân PAYAF đã thường xuyên xâm nhập vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan trong những tháng gần đây. Mới đây, cựu Thủ tướng Úc Kevin Rudd cho biết trên tạp chí Foreign Affairs số xuất bản vào tháng 3, tháng 4 tới đây, ông Tập Cận Bình sẽ đạt được địa vị ngang tầm cựu Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông bằng cách chiếm được Đài Loan, và ông Tập đang vượt qua quân đội Mỹ để theo đuổi mục tiêu đó trong thập niên tới, và ông đã gọi giai đoạn đó là thập kỷ sống trong nguy hiểm. Cụ thể, cựu Thủ tướng Úc Kevin Rudd viết, Đài Loan là một trong những tâm điểm ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương mà Washington và Bắc Kinh có thể sẽ đụng độ quyết liệt vào những năm 2020. Ông Tập Cận Bình ngày càng tự tin khi các nhà hoạch định chính sách cấp cao ở Bắc Kinh coi Mỹ như một cường quốc đang ngày càng suy giảm và không thể đảo ngược. Ông Rudd cho biết thêm, Bắc Kinh đang có tham vọng rất rõ ràng trong việc biến thành siêu cường quốc số 1 thế giới. Điều đó được cụ thể hóa bằng cách biến Quân đội Giải phóng Nhân dân PLA thành một lực lượng chiến đấu hiện đại đẳng cấp thế giới, có khả năng sánh ngang với Mỹ, dự kiến vào năm 2027. Phân tích an ninh riêng của Đài Bắc cho thấy, PLA tìm cách ngăn chặn Mỹ khỏi bất kỳ cuộc xung đột nào trên eo biển Đài Loan bằng cách sử dụng nhiều vũ khí chống xâm nhập, khu vực cấm, Anti-Access Area Denial, viết tắt là A2AD, các tuyên bố chủ quyền trên biển và các hoạt động quân sự của Bắc Kinh ở Biển Đông là một phần của chiến lược đó. Các quan chức Trung Quốc, bao gồm cả ông Tập, đã mô tả sự thống nhất của Đài Loan với Đại Lục là một trong những mục tiêu cốt lõi của đất nước. Giới lãnh đạo Trung Quốc biết rõ rằng một giải pháp hòa bình cho vấn đề Đài Loan hiện nay ít khả năng hơn bất kỳ thời điểm nào trong vòng 70 năm qua. Ông Rudd viết thêm, Trung Quốc đã trở nên độc tài hơn dưới thời ông Tập và lời hứa thống nhất theo chính sách một quốc gia, hai hệ thống đã tan thành mây khói khi người Đài Loan hướng về Hồng Kông, nơi Trung Quốc áp luật an ninh quốc gia mới khắc nghiệt, thời bắt giữ các chính trị gia đối lập. Ông Rudd kết luận bằng cách kêu gọi Mỹ và Trung Quốc xây dựng một khuôn khổ cho chiến tranh chiến lược quản lý, một khái niệm mà ông cho rằng sẽ khó trong tình hình hiện nay, nhưng không phải là không thể. Thưa quý vị, căng thẳng giữa Đài Loan lại tiếp tục tiếp diễn về vấn đề vaccine COVID-19. Theo đó, mới đây, Bộ trưởng Y tế Đài Loan cho biết thỏa thuận mua 5 triệu liều vaccine do BioNTech SE của Đức phát triển đang bị hoãn. Tuy không trực tiếp nói nguyên nhân, nhưng ông đã ám chỉ rằng một số người không muốn Đài Loan quá hạnh phúc. Mặc dù không trực tiếp đề cập đến Trung Quốc, nhưng nhiều ý kiến cho rằng thế lực bên ngoài mà ông nói đến không ai khác, đó chính là chính quyền Bắc Kinh. Bộ trưởng Y tế Đài Loan Chen Si-chung cho biết các quan chức đang chuẩn bị công bố thỏa thuận vào tháng 12 khi BioNTech đình chỉ thỏa thuận này. Mặc dù không trực tiếp đổ lỗi cho Trung Quốc, nhưng ông Chen ngụ ý rằng đã có động cơ chính trị trong việc tạm hoãn này, do đó ông đã rất lo lắng về việc bị các thế lực bên ngoài can thiệp, cũng từ đó mà ông thận trọng hơn khi công khai về các thỏa thuận đã được lên kế hoạch từ trước. BioNTech đã ký thỏa thuận với công ty Shanghai Fosun Pharmaceutical của Trung Quốc để độc quyền phát triển và thương mại hóa các sản phẩm vaccine COVID-19 được phát triển bằng cách sử dụng công nghệ mRNA của BioNTech tại Trung Quốc, Đại Lục, Hồng Kông, Macau và Đài Loan. Đổi lại, họ đồng ý trả 85 triệu đô la Mỹ phí bản quyền và đầu tư 50 triệu đô la Mỹ để mua lại cổ phần của công ty Đức. Ông Chen cho biết, BioNTech đã không yêu cầu họ nói chuyện với Fosun và thỏa thuận với BioNTech chưa bị loại bỏ, mà chỉ là đang chờ xử lý. BioNTech và Fosun đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận. Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc cũng không đưa ra bất kỳ phát ngôn nào. Còn Trung Quốc hiện đang áp dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán kéo dài một tuần. Mới đây, lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei cho biết rằng trong một bài phát biểu trên truyền hình, ông muốn nhìn thấy hành động cụ thể từ các bên tham gia thỏa thuận hạt nhân 2015, chứ không phải chỉ là những lời nói suông. Phát biểu này được đưa ra sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết họ hy vọng thỏa thuận sẽ được hồi sinh. Iran đã đặt ra thời hạn vào tuần tới để Tổng thống Mỹ Joe Biden bắt đầu đảo ngược các lệnh trừng phạt do người tiền nhiệm Donald Trump áp đặt, hoặc nước này sẽ thực hiện bước đi lớn nhất là cấm cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hiệp Quốc kiểm tra trong thời gian ngắn. Theo đó, ông Khamenei nói trong một bài phát biểu trên truyền hình, chúng tôi đã nghe thấy nhiều lời tốt đẹp và lời hứa, nhưng trên thực tế đã bị phá vỡ và chỉ toàn là những hành động ngược lại. Chỉ nói và hứa thôi là không tốt. Lần này, chúng tôi muốn đối phương phải hành động, tất nhiên chúng tôi cũng sẽ hành động. Hôm thứ Tư ngày 17 tháng 2, Mỹ đã thúc giục Iran đảo ngược và kiềm chế các bước làm tổn hại đến cam kết của mình theo hiệp định. Ông Biden đã đặt mục tiêu khôi phục hiệp ước, mà theo đó Iran đồng ý hạn chế chương trình làm giàu uranium để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Iran và Mỹ đang mâu thuẫn về việc ai nên thực hiện bước đầu tiên để hồi sinh hiệp định. Iran nói rằng Mỹ trước tiên phải dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của ông Trump, trong khi Washington nói rằng Tehran trước tiên phải quay trở lại tuân thủ thỏa thuận mà họ đã vi phạm sau khi bị ông Trump khởi động chiến dịch gây áp lực tối đa.
Cũng liên quan đến Iran, ngày 15 tháng 10 2020 vừa qua, các công tố viên Liên bang Mỹ đã đưa ra cáo buộc hình sự đối với ngân hàng nhà nước Halk Bank của Thổ Nhĩ Kỳ vì đã tham gia các giao dịch trị giá hàng tỷ đô la Mỹ nhằm né tránh các lệnh trừng phạt mà Mỹ nhắm vào Iran. Và mới đây thì một thẩm phán Mỹ đã đồng ý bác bỏ vụ kiện này với điều kiện các bên đạt được thỏa thuận tiếp tục vụ việc ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ngân hàng Halk Bank là trung tâm của cuộc tranh chấp lớn giữa Ankara và Washington. Halk Bank đã bị truy tố ở New York vào năm 2019 do bị cáo buộc là giúp Iran trốn tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ. Thẩm phán quận Denise Conte đã đồng ý bác bỏ vụ kiện do 876 nguyên đơn là nạn nhân hoặc có liên quan đến nạn nhân của một cuộc tấn công khủng bố ở nước ngoài do một nhóm có liên quan đến Iran thực hiện. Tòa án đã chấp nhận yêu cầu của Halk Bank về việc bác bỏ vụ kiện và nói rằng vụ việc có thể được xử lý bởi một tòa án ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tòa cũng yêu cầu các bên đệ trình một thỏa thuận trước ngày 2 tháng 3 để khởi kiện vụ việc ở Thổ Nhĩ Kỳ. Cụ thể về cáo buộc vào năm 2019, trong một thông báo về bản cáo trạng, trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ John Demers cho biết các công tố viên buộc tội ngân hàng trên với 6 tội danh lừa đảo, rửa tiền và vi phạm các lệnh trừng phạt chống Iran. Theo các công tố viên, Halk Bank đã cho phép Iran tiếp cận nhiều quỹ có giá trị xấp xỉ 20 tỷ đô la Mỹ, trong khi che giấu nhà chức trách Mỹ về hoạt động này. Ông Demers nhấn mạnh, đây là một trong những hành động nghiêm trọng nhất vi phạm lệnh trừng phạt Iran mà chúng tôi từng biết. Sau cuộc tranh cãi phân biệt giới tính do Chủ tịch Thế vận hội Tokyo nói rằng phụ nữ nói quá nhiều trong các cuộc họp, Đảng Dân Chủ Tự Do cầm quyền của Nhật Bản mới đây cho biết phụ nữ có thể tham gia các cuộc họp quan trọng, nhưng với điều kiện là họ không nói gì. Theo đó, Đảng Dân Chủ Tự Do cầm quyền đã đề xuất một kế hoạch mới cho phép 5 nhà lập pháp nữ tham gia vào các cuộc họp quan trọng của đảng với tư cách là quan sát viên. Ông Toshihiro Nikai, tổng thư ký 82 tuổi của đảng, cho biết hôm thứ Ba rằng ông đã nghe thấy những lời chỉ trích rằng những thành viên chủ chốt của hội đồng đều là nam. Tuy nhiên, ông vẫn giữ nguyên quan điểm rằng những thành viên đó đều là được bầu lên và phụ nữ chỉ nên nhìn diễn biến của cuộc họp. Ông Nikai nói trong một cuộc họp báo vào cuối ngày thứ Ba rằng điều quan trọng là phải hiểu những gì cuộc họp đang diễn ra và hãy nhìn xem nó là gì. Nhật báo Nikkei đưa tin những nữ quan sát viên này không thể phát biểu trong cuộc họp nhưng có thể gửi ý kiến riêng đến văn phòng ban thư ký. Phát biểu của cựu thủ tướng là một trong những ví dụ cho thấy chủ nghĩa phân biệt giới tính ăn sâu như thế nào trong xã hội Nhật Bản. Nhật Bản được xếp thứ 121 trong số 153 quốc gia theo chỉ số khoảng cách giới tính toàn cầu năm 2020 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, khoảng cách xếp hạng tồi tệ nhất trong số các nước tiên tiến, thể hiện rằng sự tham gia kinh tế và trao quyền chính trị của phụ nữ ở nước này là rất kém. Tuần này, một nhóm các nhà lập pháp nữ tại Đảng Dân Chủ Tự Do đã yêu cầu ông Toshihiro Nikai tăng tỷ lệ phụ nữ của nước này lên trong các vị trí chủ chốt trong đảng. Nhưng việc yêu cầu các nữ quan sát viên tại cuộc họp giữ im lặng đã dẫn đến những lời chỉ trích rằng đảng này vẫn luôn coi thường phụ nữ như cũ. Các nhà lập pháp đối lập đã chế giễu đây là một thực tế khá đáng buồn, trong khi những người dùng Twitter nói rằng quan điểm lấy nam giới làm trung tâm của đảng không thay đổi gì từ cuộc tranh cãi về phân biệt giới tính của ông Mori. Cũng tại Nhật Bản và liên quan đến vấn đề phân biệt giới tính đang gây tranh cãi gần đây, mới đây đài truyền hình NHK cho biết Bộ trưởng Olympic Nhật Bản bà Seiko Hashimoto đã trở thành ứng cử viên được ưu tiên để kế nhiệm ông Yoshiro Mori làm chủ tịch ban tổ chức Tokyo 2020 sau khi ông từ chức vào tuần trước. Theo các nguồn tin, Ủy ban phụ trách lựa chọn tân trưởng ban tổ chức Olympic Tokyo do Chủ tịch Kanen Fujio Mitarai đứng đầu đã tổ chức phiên họp thứ hai tại khách sạn Tokyo và thu hẹp danh sách ứng viên cho vị trí này. Trước đó, trong phiên họp đầu tiên ngày 16 tháng 2, Ủy ban đã nhất trí về 5 tiêu chí chọn ra trưởng ban tổ chức Olympic Tokyo, trong đó có kinh nghiệm hoạt động trên trường quốc tế, nắm được tình hình hiện nay về công tác chuẩn bị cho Tokyo, dự kiến bắt đầu vào tháng 7 tới. Nếu bà Hashimoto, nghị sĩ đảng Dân Chủ Tự Do chấp nhận lời đề nghị trên, ban tổ chức Olympic Tokyo sẽ triệu tập cuộc họp của ban điều hành sớm nhất là trong tuần này để thông qua quyết định. Theo kế hoạch, Ủy ban sẽ có phiên họp thứ ba vào ngày hôm nay 18 tháng 2. Tuy nhiên, một số nguồn thạo tin cho biết Bộ trưởng 56 tuổi này đang tỏ ra lưỡng lự về việc có chấp nhận vị trí này hay không. Bà Hashimoto từng là vận động viên tham gia 7 kỳ Olympic trong giai đoạn từ năm 1984 đến năm 1996, tranh tài trong nội dung trượt băng tốc độ 4 kỳ Olympic mùa đông 3 và 3 kỳ Olympic mùa hè. Bà cũng là nữ vận động viên người Nhật Bản đầu tiên giành huy chương trong bộ môn trượt băng tốc độ vào Olympic năm 1992 tại Pháp. Bà Hashimoto bắt đầu làm nghị sĩ vào năm 1995, hiện đang giữ chức vị Bộ trưởng Olympic, kiêm Bộ trưởng Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ.
Mới đây, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đang mở rộng các cơ sở phát triển tên lửa, song không có dấu hiệu bất thường nào tại bài thử hạt nhân đã được dỡ bỏ hay lò phản ứng sản xuất plutoni đã dừng hoạt động tại Triều Tiên. Trong báo cáo trên Ủy ban Quốc phòng Quốc hội, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết không có động thái đặc biệt nào được ghi nhận từ ngày 24 tháng 5 năm 2018 khi Triều Tiên phá hủy bãi thử hạt nhân Jeri, lò phản ứng hạt nhân 5 MW tại khu phức hợp hạt nhân Jongbyon đã dừng hoạt động từ rất lâu. Triều Tiên đang mở rộng các cơ sở nghiên cứu và phát triển tên lửa. Trong bối cảnh các cuộc đối thoại về vấn đề hạt nhân giữa Triều Tiên và Mỹ đang đóng băng, Bình Nhưỡng đang tăng cường phát triển tên lửa và các vũ khí truyền thống khác. Từ năm 2019, Triều Tiên đã trình làng một số loại tên lửa đạn đạo mới, bao gồm một phiên bản khác của tên lửa Iskander của Nga, hệ thống tên lửa cấp chiến thuật lục quân ATACMS, cũng như hệ thống tên lửa đạn đạo phóng thử tàu ngầm tiên tiến SLBM. Báo cáo của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết thêm, bằng cách trình làng các loại tên lửa đạn đạo và các tên lửa đạn đạo từ phóng tàu ngầm mới, Triều Tiên mong muốn thể hiện năng lực phòng thủ của đất nước và niềm kiêu hãnh của chế độ. Và cũng tại Triều Tiên, thưa quý vị, mới đây bà Ri Jong-ju, phu nhân của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, đã xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên sau hơn một năm. Bà đã cùng chồng của mình tham dự một buổi hòa nhạc để có thể kỷ niệm sinh nhật của người cha quá cố ông Kim, cựu lãnh đạo Kim Jong-un. Bà Ri Soju thường đi cùng chồng tới các sự kiện lớn trong quá khứ, nhưng đã không xuất hiện kể từ tháng 1 năm ngoái. Sự vắng mặt của bà làm dấy lên những đồn đoán về sức khỏe hoặc khả năng bà mang thai. Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc hôm qua đã thông báo với dân biểu rằng bà Ri đang tránh xuất hiện trước công chúng do lo ngại về COVID-19 và có thể đã dành thời gian cho các con của mình. Theo tờ Rodong Sinmun, cặp đôi đã cùng nhau bước vào nhà hát nghệ thuật Mansunde vào hôm 16 tháng 2. Bà Ri xuất thân từ một gia đình thượng lưu, với cha là giáo sư và mẹ là bác sĩ sản khoa, theo nhà phân tích Chong Song Chang. Các báo cáo truyền thông nhà nước nói rằng bà Ri được cho là 31 tuổi, trước đây là ca sĩ trong dàn nhạc Unhasu, một đoàn hát ưu tú có các thành viên được nhà nước tuyển chọn. Một thông tin đáng chú ý về lĩnh vực không gian, thưa quý vị. Mới đây, cơ quan vũ trụ châu Âu ESA cho biết họ đang muốn tuyển dụng thêm các phi hành gia mới lần đầu tiên sau 11 năm, cả thường trú và dự bị. Và cơ quan này đang rất khuyến khích phụ nữ, thậm chí là người khuyết tật đăng ký để tăng cường sự đa dạng. Theo thông báo, cơ quan hàng không vũ trụ châu Âu ESA sẽ tuyển dụng thêm 26 phi hành gia chính thức và dự bị. Đáng chú ý, ESA cũng khuyến khích phụ nữ nộp hồ sơ ứng tuyển, như đánh giá lại cách thức tuyển dụng nhân sự là những người khuyết tật để đa dạng hóa đội ngũ phi hành gia. Theo ESA, công nghệ mới có thể mở ra cơ hội cho những người khuyết tật trở thành nhà du hành vũ trụ. Tuy nhiên, ESA cũng cảnh báo quá trình tuyển dụng này là không hề dễ dàng. Đầu tiên, số lượng hồ sơ ứng tuyển sẽ dự kiến là rất lớn. Sau khi vượt qua vòng loại này, các ứng cử viên sẽ phải chấp nhận quá trình sàng lọc 6 giai đoạn rất khắt khe, kéo dài tới tháng 10 năm 2022. Theo ESA, thời gian tập huấn kéo dài và khó khăn này là nhằm chuẩn bị tâm lý và thể lực cho các phi hành gia tương lai trước khi thực sự bước vào sứ mệnh thám hiểm vũ trụ. Tại Úc, sau khi đài truyền hình Nine Entertainment đã đồng ý về việc cấp phép cho Google để sử dụng nội dung của mình, chính phủ Liên bang Úc ngày 17 tháng 2 vừa qua cho biết đạo luật buộc các đại gia công nghệ trả tiền cho các phương tiện truyền thông của nước này đã bước đầu gặt hái được thành công. Cụ thể, Google đã đồng ý trả cho Nine hơn 30 triệu đô la Úc, tương đương với 23,25 triệu đô la Mỹ mỗi năm cho nội dung của nó. Thỏa thuận sẽ được ký chính thức trong 2 tuần tới. Nine là công ty truyền thông lớn thứ hai của Úc, đạt được thỏa thuận với Google ngay khi Quốc hội nước này chuẩn bị thông qua luật trao cho chính phủ quyền quy định phí nội dung của Google. Hôm thứ Hai ngày 15 tháng 2, đối thủ của Nine là Seven West Media cho biết họ đã đạt được một thỏa thuận mà truyền thông địa phương đưa tin cũng liên quan đến việc Google đã trả cho họ 30 triệu đô la Úc một năm. Chính phủ Liên bang Úc cho biết họ vẫn có kế hoạch đưa ra các đạo luật buộc Google và gã khổng lồ truyền thông xã hội Facebook thực hiện các thỏa thuận với các công ty truyền thông hoặc đặt ra các khoản phí cho họ bằng một cuộc bỏ phiếu trong những tuần tới đây. Và bây giờ sẽ là một thông tin về thể thao, thưa quý vị. Trong bối cảnh Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh sẽ diễn ra chưa đầy một năm nữa, Ủy ban Olympic Quốc tế IOC và Ủy ban Olympic Canada COC đang xem xét kỹ lưỡng các vụ vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết và kêu gọi tiếp tục dời ngày tổ chức của sự kiện thể thao danh tiếng này.
Ông Trudeau nói với các phóng viên trong cuộc họp báo hàng ngày liên quan đến Thế vận hội, chúng tôi tiếp tục rất lớn tiếng trong việc đứng lên bảo vệ nhân quyền trên toàn thế giới. Chúng tôi biết rằng Ủy ban Olympic Quốc tế, Ủy ban Olympic Canada, Ủy ban Paralympic Canada và những người khác đang xem xét rất kỹ vấn đề này và chúng tôi chắc chắn sẽ tiếp tục theo dõi một cách rất cẩn thận. Trong khi Thủ tướng Trudeau đưa ra phản ứng nhẹ nhàng hơn đối với Trung Quốc, thì nhà lãnh đạo đảng Dân Chủ Erin O'Toole và lãnh đạo đảng xanh Amy Paul tỏ ra chỉ trích thẳng thừng hơn. Ông O'Toole nói với các phóng viên hôm thứ Ba rằng việc Trung Quốc tổ chức sự kiện thể thao lớn nhất thế giới là không thích hợp vì nước này vi phạm nhân quyền, đồng thời gọi việc nước này đối xử với người thiểu số Ngô Nhĩ ở vùng Tân Cương là một tội ác. Trung Quốc đã bị lên án rộng rãi về vấn đề Tân Cương, nơi được họ mô tả là trung tâm đào tạo nghề. Tuy nhiên, điều này bị cáo buộc đây là các trại cải tạo để tiêu diệt chủ nghĩa cực đoan. Đáp lại, Trung Quốc phủ nhận mọi cáo buộc lạm dụng. Thưa quý vị, hầu hết các ngôi nhà hiện nay đều được xây dựng theo từng khối hoặc từng viên gạch. Nhưng cấu trúc này ở Canverton, New York được xây dựng bằng máy quét. Đó là bởi vì các bức tường của nó được làm bằng máy in 3D khổng lồ và căn nhà đặc biệt này đang được rao bán trên trang web Zillow với giá gần 300.000 đô la Mỹ. Các bức tường của ngôi nhà này được hình thành nhờ một máy in 3 chiều khổng lồ. Ngôi nhà thử nghiệm này được công ty SQ4D xây dựng như một trong những thí nghiệm chứng minh cho người dân thế giới thấy việc áp dụng công nghệ in tiên tiến vào ngành công nghiệp xây dựng là một điều hoàn toàn có thể. Mặc dù sử dụng công nghệ in, nhưng những ngôi nhà này vẫn được thiết kế với đầy đủ các phòng công năng giống như một ngôi nhà xây dựng theo phương pháp truyền thống. Ngôi nhà sẽ có diện tích khoảng 130m², có gara riêng, phần móng, nền và sàn cùng với tường sẽ được làm hoàn toàn bằng máy in 3D. Các kỹ sư của công ty đã lấy ý tưởng từ chiếc máy in để bàn phổ biến trong mọi văn phòng làm việc và thiết kế và chế tạo một chiếc máy in khổng lồ để thực hiện ước mơ xây dựng một ngôi nhà theo ý muốn của họ. Các chi tiết ngôi nhà được lập trình sẵn, sau đó máy in sẽ hoạt động đưa qua đưa lại trên diện tích cần xây nhà và kết nối với một máy phun bê tông để phun lên những bề mặt đó. Ông Madison cho biết, thời gian in ngôi nhà thực tế chỉ mất khoảng 48 giờ. Trong khi đó, để hoàn thiện một công trình tương tự cần làm ít nhất là 8 ngày với một số lượng không nhỏ công nhân xây dựng và nhiều máy móc khác nhau. Không chỉ rút ngắn thời gian đáng kể mà chi phí xây dựng cũng rẻ hơn khoảng 30% so với một ngôi nhà được xây dựng bằng các phương pháp xây dựng tiêu chuẩn. Phía công ty SQ4D rất tin tưởng công nghệ mới này sẽ nhanh chóng chiếm lĩnh ngành xây dựng thế giới, thay thế việc sử dụng lao động và sản xuất gạch. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người trong ngành xây dựng đều vui mừng trước viễn cảnh đó và quá trình này đã nhận được nhiều phản hồi trái chiều, đặc biệt là một số hoài nghi từ những người thợ lớn tuổi. Hiện vẫn chưa có đánh giá nào về độ bền và an toàn của những ngôi nhà này. Tiếp đến là các thông tin về thiên tai. Vào ngày 17 tháng 2 vừa qua, điều kiện thời tiết giá lạnh khắc nghiệt và nguy hiểm đang nhấn chìm các khu vực rộng lớn của nước Mỹ và dự kiến sẽ không giảm bớt cho tới tận cuối tuần. Tại tiểu bang Texas, hàng triệu gia đình phải sống trong tình cảnh lạnh giá và mất điện do thời tiết băng tuyết làm ngưng trệ các tua bin điện gió, khiến cho các công ty năng lượng không có khả năng đáp ứng dịch vụ. Theo thông tin từ cơ quan cảnh sát và truyền thông địa phương, ít nhất 21 người đã chết ở Texas, Louisiana, Kentucky và Missouri, trong đó có 4 người thiệt mạng trong vụ cháy nhà ở Sugarland, Texas, nơi đã mất điện hoàn toàn. Trong một tuyên bố, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Joe Biden đảm bảo với thống đốc của các tiểu bang chịu ảnh hưởng nặng nề rằng chính phủ liên bang sẵn sàng cung cấp bất kỳ nguồn lực khẩn cấp nào để hỗ trợ. Trong khi đó, tại Ý, núi lửa Etna ở đảo Sicily của Italy, ngọn núi lửa còn hoạt động cao nhất ở châu Âu, đã phun trào nham thạch cùng với khói bụi bốc lên cao trên không trung. Song giới chức nước này cho rằng lần phun trào mới này không gây nguy hiểm cho các ngôi làng xung quanh. Những hình ảnh được ghi lại về đợt phun trào mới này cho thấy đám mây tro bụi màu hồng bốc lên phía trên đỉnh núi phủ tuyết trắng. Song đám mây này đã tan biến đáng kể khi màn đêm buông xuống. Trong khi những dòng dung nham tiếp tục phát sáng, hãng thông tấn AGI dẫn lời người đứng đầu Viện Nghiên cứu Địa vật lý và Núi lửa Quốc gia Italy Stefano Branco cho rằng đợt phun trào từ miệng núi lửa Etna ở phía đông nam bắt đầu vào chiều tối 16 tháng 2, song khẳng định không có gì đáng lo ngại. Tuy nhiên, nhà chức trách đã quyết định đóng cửa sân bay quốc tế ở thành phố Catania do đất đá và tro bụi bốc lên cao cản trở tầm nhìn. Núi lửa Etna phun trào khá thường xuyên trong 500.000 năm qua. Lần gần đây nhất núi lửa này phun trào là vào năm 2017 và đợt phun trào dữ dội nhất là vào năm 2009.
Vừa qua tại Ireland, những lớp bọt biển dày trắng xóa đã bao phủ Punmahon, một ngôi làng nhỏ trên bờ biển phía đông của Ireland. Theo truyền thông địa phương, hiện tượng thời tiết này xảy ra thường xuyên trong khu vực, nhưng mà mức độ dày đặc như vậy là điều hiếm thấy. Theo cơ quan quản lý khí quyển và đại dương quốc gia, bọt biển hình thành khi các chất hữu cơ hòa tan trong đại dương bị kích động mạnh bởi gió và sóng, và hiện tượng này thường biến mất sau vài ngày. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang bùng phát, các phòng tập thể hình cũng như là sân vận động ở Phần Lan đều đã bị đóng cửa. Do đó, để nâng cao thể lực trong mùa dịch, nhiều người dân nước này đã chạy trên các lớp tuyết dày chỉ với một đôi vớ và không mang giày. Theo anh Pekka Parvanen, một phi công lái máy bay trực thăng và là người yêu thích môn chạy bộ bằng chân trần, nói rằng chạy bộ ngoài trời là một bài tập tuyệt vời và mang lại cho anh và đặc biệt là những người tập cảm giác tự do vào thời điểm Phần Lan chứng kiến tuyết rơi rất dày. Anh Pekka giải thích rằng cảm giác của các vận động viên sau khi chạy trên tuyết mà chỉ mang vớ thật là tuyệt vời, là bởi bàn chân được massage rất tốt vì chúng không bị đóng chặt bên trong giày. Và quý vị thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại FBNC Thế giới hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.